Ô, đại gia, đại gia đẹp. Anh mới gọi là anh mới đi săn multi lên được 100 100k này thấy không? Mới săn multi được 100k. Mày chết, mày chết. Về không anh hả? Chờ xíu. Rồi, thích chi chi không? Thích chi. Nào. Thằng nào quýnh teo vậy? Mày. Nào, không 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 quýnh bạn. Không đánh bạn nào. Chạy. Không đánh bạn, không đánh bạn. Rồi. À, thằng kia. Mày. Mày rủ tao bê bê bê. Sao mày cắn tao vậy? Cái con chó này. Mày ra đây. Nó rủ mình quýnh nhau. Mình chưa hết nó bay qua nó cắn mình rồi. Con chó này. Mày tới không chuyện rồi đó. Mày bước ra tao chắc cái o mày liền. Em không có em anh gì đây hết á. Mày ngủ tao bê bê nhưng mà tao mày vô mày cắn tao. Em anh nào đây hết á, tao không quen mày. Không có em nào đây hết á, kệ mày. Đi ra đây. Chắc cái o mày liền. Bước chân mày ra đây. Mày bước cái chân mày ra đây. Mày bước cái chân mày ra đây. Rủ tôi bơi bơi chưa hết nó cắn tôi. Bỏ cái tật đó nghe chưa, bỏ tật đó nghe chưa. Rủ bơi bơi bay vô quýnh tôi. Mình bơi bơi thì mình phải từ từ chứ. À, chạy 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 mọi người. Tôi thấy gì hết thằng kia né nó bay vô nó quất tôi á. Chạy không phải em ạ. Chạy đi, nó vui mọi người. Nó rượt tôi rồi. Chạy. Nó rượt tôi rồi. Chạy. Lại anh hả? Từ hết bơi bơi đã. Đông lắm. Thôi là tôi cầm cái này á, tôi mà cầm cái Yugu là ông đi sớm rồi đó. Mình cầm Yugu là không đi nữa, đi sớm nữa rồi đó. Gì xét đó đã. Cầm cái kiếm khác ra. Coi cầm cái kiếm gì. Giờ nó muốn tôi cầm cái tôi cầm cái búa. Đây. Đừng quýnh đó, đừng quýnh đó, đừng quýnh nó Hiếu. Đừng quýnh nó Hiếu. Đây. Quýnh nó Hiếu rồi. Nhanh, nhanh. Vô. 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 Rồi. 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 Cho ăn chiêu bên nè. Rồi. Ủa? Sao nhà đâu vậy cô? Ủa hình như ai quýnh tôi á mọi người, nó để heo level nè. Ông nào vô nghịch tôi vậy? Ông nào vô nghịch đánh trúng tôi một cái này. Để heo level kìa. Báo thật đấy. Mình đừng có chơi như vậy chứ. Luôn rồi gì?
Nó phá Haki cho tôi. Con chó nào đấy? Con chó nào biết để tôi lóc nó luôn đấy. Bực thế. Con mẹ nó. Nào đấm mình nhờ, cọc thật đấy. Tao đi vòng vòng tao coi thằng nào cấp nhỏ. Mày đúng không? Chỉ có mỗi thằng này level 3000 thôi. Nó phá kem tôi mà. Cọc thật đấy. Sao? Z muốn gì? Z ở đây. Từ từ. Để chơi với Z đã. Chơi với Khang đã. Rồi em xong rồi em ba ba rồi em đi vô đi. Đi vô đi em. Vô đi. Để chơi với Khang đã. Rồi đây, Khang vô đây. Đi vô, đi xếp vô đi mọi người. Chúng á. Đánh chúng á. Ơ, thằng nào vậy? Ở chưa, Khang xong chưa vô. Vô này, vô à. À. Vô. Ờ, Khang nó xong vô trong cái chiêu tôi làm gì đó. Em Khang ơi, sao em lại... em lại như thế, xích xích ra đây nè em Khang à, nó đông lắm, xích ra đây nè, cho em Khang chưa bơi nè, húp đi, trời ơi em Khang xài bé le nữa, ui dạ. Em Khang xài bé le nữa, em Khang xài bé le nữa. Chạy cắt hết Haki nè. Hop. May mắn của bạn. Trời ơi không trình độ bơi bơi cầm vô gu khác lắm. Chấm máu à, chấm máu đâu mà chấm máu, người ta còn đóng máu đi chấm máu hiểu luôn á. Từ đã, đi xét đã, em không có giáp hả? Rồi để anh để anh tháo đồ ra cái đã. Chờ xíu anh mặc cái giáp giống em nha, anh tháo giáp cùi ra anh mặc cái giáp giống em nha. Em mặc cái mặt giáp này đúng không? Em mặc giáp này đúng không? Giáp này cái gì? Mặc giáp này vô. Mặc giáp đó đúng không? Đây, tầm này nữa. Đây. Giáp, cái giáp cùi bắp đó mày không có nữa, chịu luôn á. Giáp đó, giáp cùi bắp mà không có, sao chơi em? Mặc giáp cùi bắp đi, đây. Cho trống nè. Tăng điểm hả? Tăng điểm thì mày dòm anh đau ơi. Giờ mày muốn nặt đồ tăng điểm đúng không? Rồi. Điểm cái gì? Sách chi chiêu rồi. Mặc cái này tăng điểm kiếm thì tôi quật mày 2 chiêu là mày đi á. Chưa? Vô. Không mà quật 2 chiêu là mày đi liền. Để vô đây. Wee. Đâu cô? Hồi ôi.
nó bu vô cây, nó bu vô cây vô ruộng, tôi quýnh cái chấm máu. Nó bu vô cây vô ruộng, bu vô cây vô ruộng sáng cái chấm máu. Về với em không anh, đang chơi với ông kia mà, từ đã. Đang chơi với ông kia mà. Mù hoài. Bu vô cây vô ruộng, bu vô cây vô ruộng chặt cái còn chấm máu. Mọi người thấy cái vô ruộng chưa, mọi người được chơi cái vô ruộng yếu. Áp sát tôi chặt cái con chấm máu à. Động thế. Còn mấy ông này đâu ra đâu vậy? Rồi, hai con mạng cuối đúng không? Đây, cho nó về hạ dạ đó mọi người à. Mặc cái được mặc giống mày rồi đó. Mày cũng chịu thôi. Tụi nó đang quýnh bên kia rồi, xích qua đây. Ờ quýnh đây đúng không? Xích qua đây. Chấp trước ba lần né luôn, chấp trước ba lần né luôn. Đây. Vô. Mày. Mày đừng đu vô anh, mày đu vô anh là mày chết á. Đấy. Ý cô. Chạy ghê á. Chạy. Cho họ lần né, họ lần nhảy ra. Này nó sao ta, nó sợ tôi rồi mọi người, nó không dám vô nữa. Nó chạy vòng vòng rồi, nó sợ cái vô ru rồi mọi người à. Sợ cái vô ru rồi, nó không dám vô nữa. Dạ, khốn. Khốn quá. Bất ngờ chứ bà già. Ông chết. Bất ngờ chưa. Ờ cho nó kia đi. Thấy cái dòng, thấy cái dòng phụ nó ghê không? Còn chiếu má nó quá được. Cái dòng phụ tôi còn có chấm má nó tán tôi nguyên cái nguyên chưa kiếm không đi đâu. Em ở em 33 rồi, quýnh gì nữa. Ôi. Có dòng ở dòng phụ á. Trời ơi, húp được tí multi đó rồi, chúng ta đi đó thôi mọi người, đi qua server có HD thôi. Cái này phải server có HD không ta? Chắc có rồi cái này. Bê bê không anh hả? Trời mấy ông gã tôi nhiều ý vậy. Được. Đây. Đây. Mấy ông này thấy tôi dễ ăn hay sao gã tôi riết trời. Nào mới gã tôi đó ra đây. Ông này thấy tôi dễ ăn hay sao mà. Đây. Trời có dòng mù. Ồ không, nó không có dòng mù. Ra đây trường. Rồi đây. Ở đây cửa hả? Rồi quất rồi vô nha không có điếm gì đây hết á, ở đây không có điếm rồi. Delay xong rồi chắc nghe rồi đó, delay nãy giờ chắc nó nghe rồi đó. Video rồi ba đầu tôi vậy. Đắp, chạy. Hết kêu à. Mày. Quỷ này chạy với mày. Quỷ này chạy với vậy.
lại không? Quýnh sao quýnh? Quýnh nãy giờ chưa chưa bật bơi bơi nữa. Mày hai bạn với tao mày. Mày đi. Đó, mày không chơi cái Yugu đi. Không chơi cái Yugu đó đi. Không chơi cái Yugu đi. Yugu mạnh lắm, đừng chơi. Gì vậy? Có mù là phải chạy à. Không có Yugu à. Đó, mày không chơi cái Yugu đó đi. Yugu quấn cửa đó đó. Huy ơi là Huy. Huy hay mạng hả Huy? Huy đi. Thì reset là cái rồi. Bê bê một trận được không anh? Ừ reset đã. Sao reset không được vậy? Tại tao mấy giờ vậy anh hả? Đánh hai con hơi ra đấy mà. Giờ thấy mạng vẫn còn chơi được nè. Sao Huy có muốn gỡ không? Cho Huy gỡ này. Huy gỡ không? Ở đây cho Huy gỡ nè. Huy gỡ nha. Em đi anh. Thì nãy giờ quýnh với Huy mà. Quýnh với Tư đá. Hiếu nó xíu nữa quýnh quýnh với Hiếu sao. Xíu nữa chơi với Hiếu sao. Huy đâu rồi? Vô. Nãy giờ Huy nó quýnh tôi không mù phát nào luôn mọi người ạ. Anh hơi đen. Anh quýnh tôi không mù cái nào luôn mà. Huy không làm được gì đâu Huy à. Huy phải chết. Huy phải chết. Shabam. Đâu rồi? Chạy. Ai da quýnh trúng hai đứa kia rồi. Hai đứa kia đứng chơi cũng bị quýnh nữa. Ủa? Là sao? Ủa? Là sao? Bị quái quýnh mọi người ạ. Có đề là chờ xíu mọi người ơi. Anh chơi vui. Chơi vui đang chơi vui. Chơi vui còn kêu nữa. Mình lời mình đang lời 10.000 mọi người. Đang lời 10.000 multi. Reset đi. Reset đi nhanh lên. Đáng lời 10.000 multi mà. Đáng lời mọi người, đáng lời. Đáng lời mình phải gạ tiếp. Trong game này nó khó một cái là nó không làm cái chỗ nào bơi 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 nha. Nó có chỗ bơi bơi. Không luôn anh hả? Chấp luôn hả? Ok. Vô. Chấp thì chơi. Nó chấp tôi mọi người à. Nó chấp tôi. Mày chấp tao hả mày? Mày chấp tao hả mày? Mày chấp tao hả mày? Mày chấp đâu mày.
Chấp tôi hở, mày chấp tôi hở, mày chấp tôi hở. Ui, kẹt 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 kẹt. Mọi người xài cái gì mà nó có nhiễu nhiễu ở đâu ấy nhỉ? Bay quá khó đánh trúng chiều vơi tiếc quá mọi người ạ. À. Cái đứa này nó bay nhiều quá. Cái đứa này nó bay nhiều quá khó đánh trúng chiều tiếc ghê á. Bay nhiều quá không đánh được. Bay nhiều quá. Tôi đánh tôi đứng dưới đá không à. Tôi ít bay lắm, bọn này nó bay nhiều hơi chóng mặt. Hiểu chỗ này. Đâu có 25k đâu, ít mà. Không, đã chơi 33 rồi, giờ đưa đổi đứa khác chứ. Mày 33 là quýnh làm gì nữa. Quýnh kỳ 3 hả? Hiểu chỗ này. Đứa này keo hay đâu hết rồi. Không đánh nữa. Mấy đứa này nó có, nó có cái kiểu bê bê, nó cứ nhảy á. Tôi thì từ từ lúc mà tôi chơi bên kia tới bên đây rồi tôi quánh tôi ít bài lắm. Hiểu rồi. Ê ơi. Hiểu ra FK rồi, lên lấy một tí. Chết. Đi ra, khe đi ra khe. Đi ra khe. Mày nhả FK. Mày nhả FK thật. Mày nhả FK. Mày nhả FK. Mày nhả FK hả mày. Ờ đi ra, như là đi sang HD mọi người à. Hiểu ra AFK, nó phải trả giá cho cái sự AFK của nó mọi người hiểu không? Anh em với cà rốt nó có 300 à. À tính ra chơi với mọi người. Tính ra game này bơi bơi nó cũng giống như bên kia, nó cứ nhảy sao không đi được luôn à. Rồi binh lên nè. Ủa không phải server này, cái John bé mình không phải server này mọi người à. Ủa sao không cho được luôn? Cắt chứ vậy? Có mấy chục, có 80 binh mà sao rắc vậy? Không phải server này. Không phải server này để reset cho nó ra server nè. Làm bán bù coi hả? Mày ra đây! Đợt, mày ra đây, mày xuống đây. Ông nào quýnh tôi vậy, vì mất hai chi né từ từ. Ông nào cũng quýnh tôi vậy. Chúa đi mà, tôi chưa vô được mọi người. Đây, hiểu ra đây. Mày thôi giờ tôi đổi kiếm khác, tôi không xài kiếm này nữa. Mấy ông kia biết cái mánh của tôi rồi, mấy ông không lại gần tôi nữa mọi người à. Ông biết cái mánh của tôi rồi, mấy ông không lại gần tôi nữa, tôi đổi kiếm khác. Thằng nãy thằng Khang nó nhảy vô tôi chém luôn. Khang nó nhảy vô tôi quýnh một chi vô ru trắng máu rồi. Đây vô nãy thằng Khang nó nhảy vô tôi quýnh chi vô ru trắng máu à. Trời ơi giờ mới này nó lại quýnh không vô nữa mày. Mày tắt đèn cho tao, tao không tắt đèn mày. Mày tắt đèn với ai? Mày tắt đèn với ai? Ủa sao không chết vậy? Cắn nó, cắn nó. Bắt đầu, bắt đầu. Sắp chị né rồi, rất là
đi giờ còn phải. Mày chạy hả mày? Mày chạy hả mày? Thưởng mặt đó mày. Mày tắt đèn, tao cũng tắt đèn cho mày. Mắc kẹt á. Thua là phải chấp nhận, không có gọi là gì đây hết á. Thua là phải chịu. Ui. Khó gì. Thôi đi C3 cái mọi người ơi, đi C3 chắc shop cái đã. Server kia chưa qua được nữa mọi người ạ. Rồi, bữa nay lời rồi. Quýnh lên được M4 vậy nè. Ngon. Cộng một clip đi solo với fan. Phải cắt clip luôn. Ngon. Đi qua check shop vậy nè. Trời, hồi nãy khen được, hồi nãy giờ đi chắc không có việc rớt OT đâu. Tại OT anh bù của thằng 22M. Hồi nãy phải như mà thằng Khang nó không có biết cái chiêu trò của mình là nãy thằng Huy nó không có né gì đâu, không đâu mà mình thua. Huy có chiêu à, thua Huy có lặn với nhiêu hay một Khang nó nhảy vô người cái chặt cây Yuru cái trắng máu mà đó, mấy ông kêu cây Yuru yếu đó đi, tao không biết xài Yuru thôi chứ nó không có yếu. quýnh đúng một chiêu yếu Yuru nó còn chấm máu mà. Mua cái này để dành em một điện. Mày nói chứ, mọi người có cái gì mọi người chọi chọi lên đầu mà nó có đam á, hồi nãy tôi không biết á. Thấy ông nào chọi gì trên đầu xuống mà có điện á. Nãy là chứ thằng nó dùng á. Chọi cái nào vậy nè. Biết không ạ? Không mà. Chết electric hả? Anh không có cộng điểm electric. Cái electric đó để phá Ken ngon á. Hay chứ là để phát Ken được á. Nó chọi xuống tôi bị mất Haki mọi người ạ. Một lần là được, một lần mất mấy Haki luôn á. Bữa nay bị mấy, bữa nay tôi lai lại mà bị rớt tương tác vậy trời. Coi server không join được mọi người ơi, không phải cái server này. Nãy nó gửi tôi là server khác cơ. Tao không join nó được luôn nè, nó nghỉ vậy đâu, tiêu nó ngủ ở đâu rồi. Ngủ ở đâu mất tiêu rồi, tôi không join nó được. Join nó được. Cái này không gọi là không có cái trách nhiệm với cái xe mà mình dễ dè. Không phải tên này. Tôi phải qua được cái xe bờ bên kia thì tôi mới cho code mấy ông được chứ. Giờ nó không qua được mà, nó không on mà. Uống mắm ở đâu rồi ta? Cái đó là chiêu kiếm. Không phải, nãy chọi điện xuống anh thấy mà. Thôi, nói chung là tôi lợi rồi. Thua thằng gì ta? Thua thằng Đạt con kêu. Ăn thằng này 3 kêu. Hồi nãy quýnh thằng Hiếu gọi là KS đó hết con kêu. Đó, coi như mình thắng thằng Hiếu. Rồi thua nào đó ta? Thua thằng Huy con kêu nữa. Lợi. Mình cứ 2-1 là mình lời, tại mình thua có 14.000 thôi, mình húp từ đó lấy 25.000 lận. Mình thua từ đó có 14.000 à, mình húp từ đó lấy 25.000 lận mọi người á. Thôi một kêu rồi. 2-1. Húp hết. Rồi, bao ti là được. Chờ đủ.
kìa, cái con nhỏ nó cho server mình nó đi chơi rồi mọi người ơi. Ủa server này không đúng nha. Server này hình như không đúng, nó kêu là server Agen, còn này là server Animal mà. Không phải server này. Mọi người tìm 5711 coi ra được cái server Agen không mọi người. Cứ qua thử bên đây có HD bên đây không. Ồ ok Thanh, ok Thanh. Anh thấy rồi Thanh ơi. Anh sẽ phi qua phi qua cộng 1 lít này Thanh ơi. Nếu như mà gọi là real nha Thanh. Đây anh che màn hình, ơ bên đây cũng có HD nè. Nhưng mà từ từ đã. Bên Thanh ngon hơn. Nếu mà bên Thanh là real là chúng ta húp. Ủa Thanh nó gửi tin nhắn đâu 8 tháng trước rồi. Trời ơi, Thanh nó gửi là 8 tháng trước rồi. Còn gì nữa đâu mà khóc sầu. Trời ơi, Thanh nó gửi 8 tháng trước rồi mà tôi không đọc tin nhắn của nó mọi người ơi. Giỏi thế à. Ủa bên đây full luôn rồi. Trời ơi xui luôn. Xui. Ơ bên 5711 này như đang quýnh ở bên. Đang qua rồi. Tôi out rồi, tôi không vô lại được rồi. Không có. Có 5933. Năm 11 thì nó full mất tiêu rồi. Full mất tiêu rồi. Tụi mày dọn theo tao làm gì để tao đi lượm luôn chứ ai. Chưa kịp lượm nữa. Chui luôn, chui luôn. Ê gà kèo nam muốn lộn tiếp. Thôi đi muốn lộn. Gà kèo nam đi muốn lộn. Nam muốn lộn rồi Nam ơi. Muốn lộn đi. Có kèo máy rồi. Gà kèo nam muốn lộn. Quấn một cái Ethereum đi. Ui. Quấn lộn tiếp đi Nam ơi. Đi gà kèo quấn lộn. Kinh rồi. Dơ. Sao quấn em. Thằng nào đấy. Sao mà quýnh tao? Thằng này nó đang treo hả ta? Sao quýnh tôi hoài vậy? Ôi cái gì vậy? Ôi xin ui. Nha. Chị Nam. Để hết BB reset coi. Hết BB reset lấy lại mới quýnh được. Mà chưa quýnh được. Heo show á. HP bơi đã.
quất quất cái thằng 5M này nữa là đẹp rồi mọi người ạ. À. Đó, há chén cơm thằng 5M để là ngon. 5M nữa là ngon. Ơi giờ để tôi cầm thử cây, tôi cầm thử cây cây 10M thì tôi quấn thử nha. Tôi cầm cây 10M tôi quất thử nha. Đây đây rồi. 10M. Hunter Blood. Vô. Vô Nam. Đá chén cơm Nam mới được. Chưa tập like mãi hả? Đây. À tao tao để tôi. Mấy anh kia nó đi quấn chicken rồi, tôi lười đứng đó. Vô. Vô. Sao pha đó nó quýnh bể hả kia được vậy? Kìa. Sao nó tay lay đi, sao nó tay lay lại ngược lại được hả vậy? Ủa cái cây heo xô đó đánh đau ấy. Nhanh đây, nhanh tay đây. Ôi gì mà ôi. Sao phá Haki được thế nhỉ? Cái gì nữa đây? Con mẹ mày. Bay nữa cái máu luôn mà. Vô trong đó làm gì nữa, hết rồi, hết rồi mọi người ạ. Vô quất luôn Nam ơi, quất luôn, quất luôn, quất luôn. Quất luôn. Ơ từ từ, từ từ từ, cái thằng này nó làm cái gì nãy giờ. Gì cô? Đâu như người bên ngoài? Em ăn thức ăn đã hả? Dạ em ăn thức ăn. Cái thằng Nguyên này nó làm gì nãy giờ nó cứ... Rồi nó quýnh tôi vậy? Mày thích gì? Rồi bù lại được 10.000. Từ 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 để đá vô cái đầu Hồng Nguyên này cái này. Nó quýnh tôi hoài này. Mày ai? Mày ai? Hồng Nguyên gì đây? Nhá Đây server của anh nè. Ừ đang chơi. Nó me tôi nữa mọi người ạ. Me tôi nữa. Đi đây. Mọi người né ra cho tôi quýnh tao cái coi.
Người đông quá tao không quýnh được, mọi người quýnh chúng tôi nữa bây giờ. Trời ơi, tao không à, không có mưa luôn ấy. Lại sớm em đỡ lắc mọi người à. Mọi người thằng Đạt nó quýnh mà. Anh quýnh đâu? Không mắc lắm rồi. Yoru qua quýnh chơi. Tôi ghiền cái Yoru rồi đó. Sắp tới không biết Yoru có sửa lại hay không. Yoru đam to bởi lean ra. Kẻ tí nữa chứ. Yoru đam to lắm mọi người à. Yoru đam to lắm. Cơ hội hóa luôn á chứ. Mọi người xích xích tôi ra nha. Mọi người đứng gần một hồi tôi quýnh trúng là mất công lắm á. Ly em hộ à. Quyền nó không ra nữa hả? Quyền nó nghĩ à. Chai trong bịch tay đây quýnh mình tiếp này con mắc bê bê rồi bê lên mắc bê bê rồi không bính nữa khổ thân tắt bê bê rồi kìm bê 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 đừng nghĩ rồi. Gì đây? Thị trường này nha, đi chỗ khác chơi, nghỉ ngơi đi chỗ khác chơi nha. Thì bầu tùy chứ, sắp tới lỡ bị quýnh nhau, có cái làm cờ nhiếp. Khi nó tắt bê bê rồi. Tại mấy ông rượt nó quá. Nó nghỉ rồi. Thôi tôi đi coi coi sale gì cái mọi người ạ. Thôi ngày hôm nay chúng ta cũng lời được tí rồi, hồi nãy thua Nam một mạng nhưng mà chúng ta gọi là quốc ông kia được lại hai mạng được 20.000 phải ngồi 23 view à. Hôm nay giờ này nó không có người xem á, nó bị nghịch giờ á, nên view nó hơi thấp. Chắc là check shop xong cái tôi cũng up luôn á, nó bị nghịch giờ livestream của anh á nên view nó thấp á. Bữa giờ với lại bữa giờ up nhiều nữa để like lại một hai bữa cho nó có view rồi cho nó lên tương tác, lên lại cái tương tác 5 giờ cái. Tại vì này nó bị nghịch giờ á nên nó không có tương tác á. Rồi, cộng một cộng mấy clip đánh nhau rồi, vui vui rồi. Thôi rồi chắc tôi cũng up rồi mọi người, ăn cơm nữa. Ok, hẹn mọi người vào ngày mai nha. Bây giờ like giờ cố định giờ này đi anh để coi sao, nếu mà không lắc thì bây giờ 7 giờ mấy rồi mình thấy không lắc là nhiều khi chắc bữa nay cũng cáp được sửa hay như thế nào á, để ngày mai mình coi lại nha mọi người. Rồi mọi người ngày mai nha.